tòa thượng thẩm California kính chào quý vị. Đoạn phim video này giải thích về việc giải quyết những trường hợp tranh chấp về sách nhiễu dân sự. Nếu quý vị cảm thấy mình bị người nào sách nhiễu, hoặc có người nào nói là quý vị đang sách nhiễu họ, đoạn phim này có thể giúp. Một cách để ngưng tình trạng có người nào đó sách nhiễu quý vị là xin tòa cấp lệnh bảo vệ theo đoạn 527.6 của Bộ Luật Thủ tục Dân sự. Khoản bảo vệ này được gọi là lệnh cấm sách nhiễu dân sự, hay trong đoạn phim này đôi khi được gọi là lệnh cấm. Lệnh cấm sách nhiễu dân sự nói rằng một người nào đó không được làm những việc cụ thể hoặc đến gần người hoặc nơi nhất định nào đó. Nếu người đó bất tuân lệnh cấm thì có thể bị bắt, tống giam và phạt tiền. Lệnh cấm có thể ngưng tình trạng sách nhiễu dân sự, nhưng xin lệnh cấm lại có thể là một tiến trình phức tạp, mất thì giờ và tốn kém. Và lệnh này có thể không ngưng được nạn sách nhiễu hoặc giải quyết được nguyên nhân thực sự của tình trạng này. Hòa giải là một cách khác để giúp giải quyết tranh chấp về tình trạng sách nhiễu dân sự. Trong nhiều trường hợp, hòa giải có thể giúp cả hai người dễ có được kết quả khả quan hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn so với trường hợp tòa phải quyết định có cấp lệnh cấm hay không. Khi xem phim video này, quý vị sẽ biết về khi nào có thể xin lệnh cấm sách nhiễu dân sự, tiến trình cấp lệnh cấm, hòa giải về sách nhiễu dân sự, và quý vị có thể có thêm sự giúp đỡ ở đâu.